Tử vi tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, bước sang tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, gặp hung hay cắt, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được khó khăn để vượt qua, và đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính thưa quý vị, quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ, đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện, thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta, vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng chúng số độc đắc, chúng thường cũng sẽ rất cao. Nếu quý tín chủ hữu duyên, thuộc con giáp tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, thì sau đây, sẽ là những dấu hiệu nhận biết để giải hung, hóa cắt, các bạn nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng trong tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023 này nhé. Tử vi tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, là tuổi con hổ, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, nghĩa là vàng trang sức. Tử vi tháng 1 năm quý mão 2023, tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 thấy rằng, bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới, mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc, điều này nhắc nhở bạn, cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Số của tuổi nhâm dần, sinh năm 1962 rất hợp vào, giờ chẵn, ngày chẵn, và tháng chẵn. Nếu xuất hành đi xa, làm ăn, hùn hạp, hay làm bất cứ việc gì, mệnh chủ tuổi nhâm dần nên tiến hành vào, ngày, giờ nói trên, sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi, dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, thu về nhiều thắng lợi, đại cát, đại lợi. Tổng quan tử vi cho người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Cuộc sống của tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, tuổi nhỏ phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn, và được hưởng an nhàn những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 82 tuổi, những người làm ăn ở lương thiện, làm nhiều điều tốt tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Người tuổi nhâm dần thuộc hành thủy, điều này khiến cho tính cách của nhâm dần nhẹ nhàng hơn, thanh bình hơn, họ nhạy cảm, cởi mở, và ít nóng nảy hơn. Người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc và tập trung chú ý tốt hơn, mạnh mẽ không kém các tuổi dần khác. Nhưng, nhâm dần không phải vật lộn để kiểm soát sức mạnh của mình, họ ít tức giận hơn khi mọi việc không diễn ra như dự định và có thể thích ứng tốt hơn với những thay đổi. So với các tuổi dần khác, nhâm dần, sinh năm 1962 là hồ nước ít lao vào những nhiệm vụ không khả thi, vì họ dễ chấp nhận sự việc hơn, điều này không có nghĩa là nhâm dần mất đi bản năng muốn cải cách hoặc nguyện vọng chống lại cái xấu, hành thủy chỉ khiến họ trở nên vị tha hơn mà thôi bản năng của hổ là liên tục tìm kiếm điều gì đó để chống đối nhưng nhâm dần có thể sử dụng sức mạnh nội tâm để hợp tác với những người khác thay vì liên tục chiến đấu chống lại họ không quá đam mê và tâm trạng khá ổn định nhâm dần vững vàng hơn và có thể sử dụng tài năng của mình cho những điều tốt đẹp từ vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng đầu năm mới này có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn, mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba, vất vả, xong kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu, nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. Lại thêm thái tuế và âm sát là hung tinh xuất hiện ảnh hưởng gây tác động tiêu cực, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá, có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào, chuyện làm ăn kinh doanh dường như dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy răng sẵn khiến tiền bạc bị hao tổn tháng này sức khỏe cũng có dấu hiệu xuống dốc nên bản mệnh còn phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị, vì thế khi có tiền bạc trong tay thì chớ tiêu xài hoang phí, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương người đã lập gia đình cũng thường xuyên chút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng, nếu không giải quyết sớm tình trạng này, thì tình cảm dễ dàng dạn nứt, lạnh nhạt. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, có khởi đầu năm mới 2023 không được mấy thuận lợi, sự nghiệp của bạn chưa có dấu hiệu khởi sắc, bản thân cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên để kết quả hoặc hiệu suất công việc bị thụt lùi. Nguyệt lệnh lâm bệnh, mang lại nhiều tác động không mong muốn cho bản mệnh, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì, vì thế dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ, không có ý định nhận lời khen thưởng, hoặc đề bạt của cấp trên. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân thay đổi lối suy nghĩ hiện tại, nếu không, bạn không chỉ dậm chân tại chỗ, mà còn tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình trong tháng có thái tuế và âm sát là hai hung tinh đồng thời xuất hiện càng là lời nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng hơn trong công việc nếu không dễ phạm phải những lỗi sai đáng tiếc tháng này gặp thái tuế án ngữ không tốt cho những người muốn thay đổi công việc hay là xin việc cũng không phải là thời điểm thuận lợi để bắt tay vào thực hiện các dự án lớn việc xuất tiền đầu tư kinh doanh cũng cần phải hết sức cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng xem xét kỹ càng các nguồn thông tin tránh đầu tư vào các dự án mạo hiểm mang tính rủi ro cao Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này, dù bạn có làm ngơ thì chưa chắc đã được bỏ qua, những kẻ đó có thể tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Do vậy, bạn cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, không nên quá cả tin, cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Về mặt tài vận, Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão thì tình hình tài chính của người tuổi Nhâm dần, sinh năm 1962 cũng không có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng, bạn không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn, hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, không ngại tham khảo cách làm của đối thủ cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình trong hợp tác làm ăn trước khi ký kết hợp đồng bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm dở trò gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai bạn đừng chủ quan cho dù đó là những mối làm ăn nhỏ hay đối tác là những người mình đã biết từ trước đi nữa người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt công việc tránh để xảy ra lỗi lầm vừa tốn thời gian giải quyết lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình. Sự tác động của hung tinh, người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, cần cẩn trọng về tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu, tránh bị trộm cắp, cướp giật, hao tài, tốn của còn nguy hại tới tính mạng. Vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ khiến bản mệnh tốn một khoản chi phí để thuốc men điều trị, để có thể tiết kiệm được khoản tiền này thì bạn nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, điều trị khi còn sớm để tránh tình trạng bệnh kéo dài, khiến tiền bạc hao tổn ngày càng nhiều nhé. Về mặt tình cảm Xem tử vi cho thấy tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 có vận trình tình cảm khá ảm đạm, bạn khó có cơ hội được đón những tin vui, tình cảm trong khoảng thời gian này đang gặp vấn đề, phần nhiều nằm ở chính bản thân bạn, bạn không muốn mở lòng với mọi người xung quanh cũng như những người thân thiết nhất thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra áp lực về công việc và kinh tế cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi và nóng nảy hơn, do đó bạn thường không có đủ lòng kiên nhẫn để trò chuyện tâm sự với nửa kia. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nhớ, đừng chút những cơn giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ tình cảm vợ chồng trở nên xa cách và dần dần lạnh nhạt với nhau hơn. Âm sát hung tinh xuất hiện, cũng là dấu hiệu cảnh báo kẻ thứ ba xuất hiện, có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện với nhau, chớ nên chỉ lo chuyện của bản thân mình, hoặc tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận nhé. Về mặt sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, trong tháng đầu năm mới quý mão này, cũng không được mấy lạc quan, do phải chịu tác động lớn của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn thường xuyên phải vất vả buôn ba, khiến cơ thể suy nhược, một số người cảm thấy mệt mỏi, lười vận động, khiến sức đề kháng càng dễ suy giảm, dễ nhiễm các bệnh tật theo mùa tuy bệnh tật mắc phải trong thời điểm này không nặng lắm nhưng dễ kéo dài bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ ăn uống khoa học hơn chú ý dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao đặc biệt là suy nghĩ tích cực để tinh thần luôn được nhẹ nhàng thoải mái khi có những chuyện không như ý muốn xảy ra bạn chớ nên bi quan hãy tìm người thích hợp để tâm sự và tháo gỡ những vướng mắc trong lòng khi suy nghĩ được nhẹ nhõm bạn cũng sẽ cảm thấy mình được khỏe khoắn vui tươi hơn thái tuế hung tinh xuất hiện cảnh báo bản mệnh cần cẩn thận khi di chuyển ngoài đường hoặc khi lao động chân tay hay là vận hành máy móc, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc gây hao tổn sức khỏe, bạn không nên cố gắng làm việc khi đang mệt mỏi, tốt nhất nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Minh đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội minh đường tử vi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo